Tức là cái trạng thái của cái con chuột với cái các cái thẻ trên HTML của mình. Ví dụ tôi có một cái thẻ A này, upper bằng thăng, tôi sẽ có trang chủ chẳng hạn như này, đúng không? Bây giờ chúng ta chạy thì các bạn sẽ nhìn thấy gì, chữ màu gì, màu xanh, có gạch chân không? Có, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tiến hành code CSS như sau. Tôi áp dụng cho tất cả các thẻ A, tất cả thẻ A có cái trạng thái là hai chấm hover, hai chấm hover. Được chưa? Hover là trạng thái khi con chuột nó dí vào cái thẻ của chúng ta. Được chưa? Khi con chuột đây, ví dụ bây giờ trạng thái của chúng ta đang là chữ xanh này, màu là màu xanh này, text decoration là underline này, đúng không? Thì chúng ta sẽ có, khi mà chúng ta hover con chuột vào thì chúng ta sẽ có thể là viết lại CSS cho cái thẻ đấy. Ví dụ như color là sang màu green, text decoration bằng none, là bỏ cái gạch ngang và bỏ cái chân đi, đúng không? Thử cái reload trang, đúng chưa? Là trạng thái khi chúng ta hover con chuột vào. Thì cái này ngoài việc là thay đổi cái thiết kế của trực tiếp của thẻ đấy nhá, đây là thẻ chịu, thẻ thẻ selector chịu cái sự kiện hover, đúng không? Đúng nhá. Bây giờ các bạn coi nhá, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm menu đa cấp luôn. Ví dụ tôi có một tổ hợp UL, LI, trong LI này có các thẻ A, href, thằng này. Thế tôi để là trang chủ, đúng không? Tôi duplicate những cái này lên. Được chưa? Các bạn, đây, hover vào. Xong chưa? Bây giờ làm sao để cho những cái thẻ này nó nằm trên một dòng? Làm sao để cho những cái thẻ LI này nằm trên cùng một dòng? Ok, chúng ta sẽ có là LI có cái style là float left, đúng không? Float left width bằng 80 pixel, ví dụ vậy, đúng chưa? Thì tự động nó sẽ lên ngang như này, lên hàng chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là cho chữ nó căn giữa. Chúng ta có text align center, tự động căn giữa. Bây giờ chúng ta sẽ có cái phần trang chủ, cái gì, mấy cái dấu chấm đấy không? Bỏ nó đi. Thì những cái dấu chấm đấy của chúng ta nó là thuộc về UL. Cái thẻ UL. UL của mình sẽ có là cái bỏ cái dấu chấm thì chúng ta có list style none. Đúng chưa? List style và none. Bây giờ để phân biệt rõ ràng giữa các cái thẻ LI của chúng ta với nhau á, thì chúng ta sẽ tiến hành là có cái background cho thẻ LI này. Đó là tôi để màu CCC chẳng hạn, đúng không? Được chưa? Tôi tiếp theo tôi nhét vào đây cho nó là cái 2 bằng 45 pixel, chiều cao của nó là 45 pixel. Chúng ta nhìn thấy nó cao nhưng mà chữ nó không căn giữa theo chiều dọc, đúng không? Chúng ta sẽ để tiếp cho nó một cái line 2 bằng 45 pixel nữa. Tức là chiều cao của một dòng nó bằng 45 pixel thì tự động là cái chữ nó sẽ được căn giữa cái khoảng 45 pixel đấy. Đúng chưa? Bây giờ có gì nữa? Để ngăn cách các cái thẻ này với nhau, chúng ta sẽ có là một cái border thẳng ở đây. Đúng chưa? Chúng ta sẽ set cho nó tiếp là border right 1 pixel dash, màu là màu CCC, à màu đen luôn, không không, không à, màu trắng đi, màu trắng là FFF. Ví dụ như này, xong chưa? Đúng không? Đã thành cái menu chưa? Tôi không thích, thích để cái chân đấy không? Rồi các bạn để ý này, nếu mà hover vào thẻ A, các bạn nhìn hover vào thẻ A nó sẽ bỏ cái chân đi và có màu xanh, đúng không? Nhưng các bạn hover ra vùng ngoài này, nó có chuyển không? Không.
như các menu thì các bạn muốn là cái vùng tương tác của nó là cả ở phía ngoài này nữa hay là chỉ có dí một tích trong cái chữ này thì nó mới chuyển cả phần ngoài đúng không? Thế làm sao để cho nó sang cả phía ngoài này? Nếu như bạn thì bạn nghĩ làm nào? Tôi cũng chẳng cần. Thử nhá. Chúng ta sẽ có thẻ A. Có thể là cách của bạn cũng đúng đấy. Chúng ta sẽ có thẻ A này. Display block. Bởi vì bản chất thẻ A display của nó là inline. Bây giờ chúng ta chuyển sang display là block. Đúng không? Display block thì nó tự động nó chiếm hết cái vùng rộng của thằng cha là xong. Hover vào bất kỳ chỗ nào nó cũng sẽ chuyển sang. Đúng không? Bây giờ mình có tiếp cái thẻ li này. Thẻ li này chúng ta có 2.hover. Sẽ có cái background của nó chuyển thành light blue. Light blue là xanh da trời sáng đúng không? Đúng chưa? Không nhỉ? Đấy là cái menu cơ bản đã. Dừng lại đây. Tôi sẽ đẩy code lên nhé. Chúng ta lấy về cho nó nhanh. Sau đó chúng ta tiếp tục làm với tôi về cái menu đa cấp. Đây tôi chỉ có UL, LI và thẻ A, A ở trong. Sau đó tôi viết cái mớ CS này vào. Các bạn copy về đi. Ai không theo kịp thì ơi cái. Hello các bạn, tính tôi gọi điện cho bạn chưa? Bây giờ rồi, ok đúng rồi. Rồi, ok, hiểu rồi. Rồi, ok. Tí nữa em về em gọi lại chị nhá, em đang trên lớp. Vâng, bảo rồi. Vâng, ok chị. Vâng, ok. Vâng, em chào chị. Mẹ bị tiểu đường và chị đang gào bắt đi. Được chưa?
Có bạn nào có vấn đề gì không? Làm cái menu ngang một cấp thì dễ. Bây giờ chúng ta sẽ làm menu hai cấp thì nó như thế nào, đúng không? Menu hai cấp dễ lắm các bạn, nó chỉ đơn giản như này. Các bạn thấy ULLI không? Giờ tôi copy tiếp cái ULLI này, copy, tôi nhét vào đây, nhét đây, nhét vào, sửa cái chữ này, đây là cấp 2. Chúng ta luyện tập sử dụng cái tổ hợp hover các thứ các kiểu vào đây. Được chưa? Bây giờ các bạn coi nhé, cho nó thành thế nào nhé. Coi nè, các bạn cứ duplicate một cái ULLI xong các bạn vứt vào trong một cái thẻ LI nào đấy. Ví dụ thẻ đầu tiên chẳng hạn, không sao cả. Nhét vào, tự tin lên, nhét vào trong, hỏng như nó chữa. Được chưa? Nhét vào trong một thẻ. Được chưa? Sửa lại cái text một tí cho nó khác đi, không lại bị lẫn. Bây giờ chúng ta coi cái giao diện nó trông như nào nhá. Thấy gì? Nó tự động nó ủn xuống dưới đúng không? Đúng nhá. Rồi, bây vì sao nó ủn xuống dưới? Xem các bạn xem vì sao nó bị ủn xuống dưới. Đây, LI bằng này này, 8145. Cái UL này nó bị tụt vào trong cả, đúng không? Tại sao nó lại bị thụt vào trong như này? Theo các bạn vì sao? Chẳng có lý do gì nó thụt vào trong như này cả. Vì sao? Float left, cũng float left các thứ các kiểu. Giờ sao nó lại tụt vào trong? Chúng ta thử làm như này nhé. ULLI này, bây giờ hover vào đây nó bật ra này. Từ từ, cái vị trí này từ từ tôi sẽ sửa. Ôi giời ơi, sửa thì có rất nhiều cách sửa. Chúng ta xem tiếp này. Bây giờ nếu mà tôi làm như thế này, ULLI display bằng none thì sao? Tôi viết như này, cái selector này ý nghĩa là gì? Thẻ UL là cha trực tiếp của thẻ LI, xong rồi đến thẻ UL là con trực tiếp của thẻ LI trong cùng, tức là ở hai level UL đúng không? Thì sẽ có display bằng none, xếp xuống và đi. Được chưa? Tiếp này, ULLI 2.hover UL display bằng block. Thấy gì? Khi mà thẻ LI, tức là thẻ cha nào đấy được hover và được set cái trạng thái hover, thì cái thẻ UL con nằm trong nó sẽ được set cái thuộc tính display bằng block. Đúng chưa? Nó giống cách làm menu đa cấp chưa? Bây giờ chỉ còn là trạng thái thôi đúng không? À, còn cái vị trí nữa thôi đúng không? Xong chưa? Tiếp tục, chúng ta có thử xét cái đoạn này. LI bằng position relative
position relative. Sau đó cái UL này của chúng ta sẽ có position bằng absolute, absolute top bằng 45 pixel, đúng không? Gì nữa? Left bằng 0. Ồ, oh, không được này. Âm à? Âm 40 pixel. Ok, chúng ta nhét vào đây là âm 40 pixel. Âm 40 pixel sẽ dí vào trong. Được chưa? Bạn mới đến lên L05, cái thư mục L05 code, lấy code về nhá. Được chưa? Xem có bạn nào bị lỗi không? Nếu các bạn muốn làm menu cho thằng nào nữa thì chúng ta chỉ việc bê cái này, bê cái mớ này, vớt sang đấy. Copy này, tôi vớt xuống cuối cùng. Paste xuống. Đúng không? Được chưa? Nhét sang. Là xong. Đấy là menu đa cấp của mình. Còn nhiều loại menu lắm. Chúng ta còn có loại mega menu nữa cơ. Nghe rồi chưa? Chúng ta có hai loại menu phổ biến như sau. Một loại menu là khi chúng ta hover nó sổ xuống như này. Và cái chúng ta vừa mới làm. Đây là menu đa cấp loại bình thường. Còn một loại menu nữa. Chúng ta làm như thế này. Hover vào đâu đấy nó sổ thành một cái hàng ngang như này. Ở trong này chúng ta chia ra các cái vùng. Hiển thị ảnh, ảnh tiêu đề này, tiêu đề này. Ảnh này. Đây nó là một cái vùng deep bình thường. Là một vùng deep bình thường chúng ta hiển thị nó ra ngay dưới khi mà hover vào mỗi cái này sẽ có nội dung khác nhau. Thì đây là quả mega menu. Và cái deep này nó hiển thị như nào thì nó nhiều cách lắm. Quan trọng là nó sổ ra là rộng hết cái chiều rộng của cái trình duyệt của cái navigation thì nó sẽ cái này gọi là mega menu. Mega menu của cái này là drop down. Drop down menu. Đó. Hai loại. Được chưa? Đấy nhỉ? Đấy là ứng dụng của phần hover của cái thuộc tính hover của cái đây là gọi là code giả, class giả, pseudo class cho các cái thẻ và ứng dụng của nó của chúng ta.
Ngoài ra chúng ta cũng có thể làm những ứng dụng kiểu như thế này với cái drop down ở với cái hover. Ví dụ các bạn vào thế giới di động chẳng hạn. Bạn vào thế giới di động, đây là một cái trang có phần đấy khá là điển hình. Đây nhìn đây. Thấy không? Thấy không? Nhìn gì không? Hover vào thì nó tự động chuyển cái phần nào đấy lên. Đúng chưa? Cái này cũng làm bằng cái hover này. Được chưa? Đấy là những cách người ta làm. Bỏ cái này không đổ xuống à? Cái này không có mega menu được. Nó không chia. Đấy là về cái phần mega menu. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành thực hành như sau. Chúng ta tiến hành bài thực hành ngày hôm nay exercise. Đổi tên cái file này đi. Exercise HTML. Và tôi sẽ tạo ra một cái file ở trong này là file main.css exercise. Bây giờ chúng ta cùng đi phân tích cái giao diện một trang web ở đấy, xong bắt đầu là những cái công việc, bắt đầu những công việc đầu tiên của việc làm giao diện của chúng ta. Hết từ nhà CS mà chúng ta tạm thời học hết về cơ bản rồi, bây giờ chúng ta sẽ xây dựng layout, xây dựng giao diện thôi. Thì khi mà các bạn nhận một cái phần giao diện mà để các bạn làm á, thì sẽ có những công việc như sau. Thứ nhất là phải thiết kế Photoshop này, xuất ra file PSD để lấy kích cỡ, màu sắc chuẩn và cái layout của website. Đấy là việc đầu tiên, nhưng chúng ta sẽ không có cái phần đấy, chúng ta bỏ qua. Chúng ta sẽ đến phần thứ hai luôn, bởi vì chúng ta có những trang web có mẫu rồi, chúng ta chỉ làm theo thôi, làm viết vẽ lại cái giao diện của trang đấy trên bằng bản code của mình. Thì cái việc thứ hai ấy, chúng ta sẽ làm cái việc là xác định layout. Xác định layout của website. Thì ví dụ cái trình duyệt của chúng ta như thế này. Đúng không? Thì chúng ta để ý trên website nó chia rất nhiều những cái vùng. Rất nhiều những cái vùng. Thường thường là chia thành hàng ngang trước, chia thành hàng dọc sau. Đúng không? Ví dụ ở phần trên này nó là phần header của trang, đúng không? Đấy, chia đôi. Chia đôi tiếp. Ở đây là cái menu này, menu kéo từ đây đến đây, trong này là các cái thẻ ở trong, đúng không? Bên này chúng ta lại có từ đây đến đây, nó là cái phần logo này. Từ đây đến đây, nó là phần tìm kiếm này, từ đây đến đây là phần đăng nhập hoặc là phần thông tin liên hệ. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ kéo xuống dưới, nó sẽ là ví dụ ở trong kênh 14 chẳng hạn. Thì đây là những cái bài viết nổi bật, thì đây nó là một vùng này. Đây một bài này, ở trong này sẽ là các cái ảnh này đến từ đây viết này. Đây là vùng nhỏ hơn. Đúng không? Vùng nhỏ hơn, nó chỉ có một cái ảnh ở đây thôi, ảnh khá là dài, dài ngắn. Và ở phía đây nó có một cái thẻ nổi lên trên. Nổi trên, có chữ, đây là tiêu đề viết khác. Ở bên này nữa, nó là một cái ảnh tương tự như bên này. Là hai cái như nhau. Còn phần này là phần quảng cáo. Nguyên phần là phần quảng cáo. Ở phía dưới chúng ta có gì? Cái chiều rộng của trang web nó chỉ bằng này thôi. Nó chỉ bằng này thôi. Cái vùng này là quảng cáo này. Còn chưa? Thì ở đây chúng ta có một cái ảnh. Mỗi dòng chúng ta có cái ảnh. Đây là tiêu đề bài viết này, đây là nội dung bài viết này. Đúng không? Chia ra như này, các bạn vào kênh 14 xem tôi vẽ đúng không? Vào đi. Ở bên này là quảng cáo chạy. Xem đúng kênh 14 không? Thế như tôi vẽ thừa một cái. Đúng kênh 14 không? Hơi khác tí thôi. Kéo xuống đây là chỉ sao không? Đấy là chúng ta phải xác định được, khi mà vẽ ra cái này này thì chúng ta phải xác định xem là trên cái website của mình sẽ có những cái vùng nào, được chưa? Có những cái vùng nào chúng ta xây dựng bôi màu cho cái vùng đấy trước, phải bôi màu cho cái vùng, những cái vùng như này trước, sau đó chúng ta mới đổ cái dữ liệu vào, được chưa? Bôi màu trước sau đó mới đổ dữ liệu vào thì chúng ta sẽ dễ dàng làm website hơn. So với cái việc là code đến đâu tạo class đến đấy, thì đến lúc đấy mới gọi là há mồm. Được chưa? Tôi chưa tính là đến phần này nó dưới nó còn phần footer nữa, đúng không? Cái này tôi nói sau. Được chưa? Đây gọi là khái niệm layout, là chúng ta chia những cái vùng, chia những cái vùng website ra, xem là nó gồm những cái phần gì, bao nhiêu hàng ngang, trong những hàng ngang nó có bao nhiêu hàng dọc, khoanh vùng nó, sau đó với code.
Yeah, đây là gọi là khái niệm. Khái niệm là layout. Ví dụ như tôi sẽ chế cho các bạn lại cái kênh 14 nha. Tôi chưa code cái trang kênh 14 này bao giờ. Kỳ này thử phát xem. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta phân tích này. Rồi phân tích với nhau xem là cái kênh 14 này nó gồm có những cái gì và phải chia như thế nào. Các bạn để ý nhá. Ví dụ tôi sẽ co nhỏ màn hình này lại một chút. Đây các bạn xem. Nhìn ngay nó mới rõ. Giờ có gì? Các bạn để ý này, khi chúng ta xây dựng cái layout, bí quyết là gì? Ngang trước, dọc sau. Cứ nghe lời tôi đi, ngang trước, dọc sau. Ví dụ như nào là gọi là ngang, như nào gọi là dọc. Đây. Cả cái vùng này tôi coi là một cái thẻ header. Đây một vùng nằm ngang. Cả cái vùng này, cả cái vùng tiếp theo phần từ đây đến đây tôi coi là một vùng, là một hàng ngang. Đúng không? Cả cái vùng này cho đến kéo xuống dưới này tôi lại gọi coi là một hàng ngang nữa. Được chưa? Mỗi một cái phần này tôi gọi là một hàng ngang. Đúng chưa? Đó. Phần này tôi lại coi là một hàng ngang nữa. Đó. Còn những phần dưới này gần như là nó lặp lại nhau thôi. Thì tôi thích bôi ra bao nhiêu cũng được. Kéo dưới một footer. Đến phần này tôi lại gọi là coi là một hàng ngang. Thì chúng ta để ý vì sao tôi lại gọi nó là một hàng ngang. Mỗi một hàng ngang nó là một dạng style, một cách hiển thị khác nhau. Một kiểu chia hàng dọc khác nhau thì tôi gọi nó là một hàng ngang. Được chưa? Đó, sau đó vào trong tôi mới bổ dọc nó lại cho các phần hàng ngang, đúng không? Ví dụ tôi thiết kế lại cái phần này cho các bạn này. Thì nó gồm cái gì? Đây. Tôi sẽ vẽ lại cho các bạn coi. Nhá. Hàng ngang này đúng không? Hàng ngang từ màu đỏ hất lên trên. Đúng không? Tôi coi đấy là một thẻ. Đây, một phát. Xong các bạn xem này, ba vùng màu trên kia từ đen, vàng, đỏ. Đúng không? Đấy lại là ba cái thẻ hàng ngang tiếp của tôi. Ba thẻ hàng ngang tiếp. Một. Hai ba. Này màu á. Đây. Đó là ba cái vùng tôi chia tiếp theo hàng ngang. Bên trong hàng ngang là có ba hàng ngang tiếp nhé, đúng không? Bây giờ chúng ta phân tích thêm cái vòng, cái vùng ở trên cùng, vùng đen trên cùng. Cái này có thể làm bằng cái gì? ULLI được, đúng không? Thì đây kệ nó thôi, chúng ta để một khoảng cắt bằng này. Và để này nó không sát ra lề, đúng không? Nó không sát ra lề, nó cắt luôn cách lề một khoảng nhất định. Nó không sát ra lề, chúng ta phải quanh vùng cho nó cắt theo hàng dọc. Và đây là ULLI. Xong chưa? Tiếp này. Đến hàng dưới, hàng màu vàng nó cũng không cách hết lề. Chúng ta phải có một cái thẻ bao ở trong, nó cũng bằng này và bằng này. Đúng không? Được chưa? Xong tiếp, bổ tiếp. Đây chúng ta có thể chia ra mấy vùng. Mấy vùng dọc. 1 2 và ba vùng. Vùng này là logo, đúng không? Vùng này tí tôi chia sau, nhưng mà tôi sẽ dành nó một khoảng này. Khoảng này đi. Ở đây là cái phần search, đúng không? Search. Còn ba kia thì tính. Thế thì tôi cho ba bốn cái LI. Thực ra đây là bốn cái LI, bốn cái LI khác nhau á. Đây là UL, LI. Đúng chưa? Tiếp ở dưới này, đúng không? Chúng ta lại phải có một cái thẻ cắt ở đây để cho nó luôn luôn có cái độ dài độ thẳng, nó chiếu xuống thẳng bằng nhau. Xong ở trong này là gì? ULLI. Xong chưa? Đây gọi là bổ.
Các bạn xem này, đây là bổ ngang này. Bao giờ các bạn bổ ngang trước, sau đó mới vào trong từng phần của cái thứ chúng ta đã bổ ngang, chúng ta bổ dọc hết. Đúng chưa? Không ai bổ dọc trước cả. Không ai bổ dọc trước cả. Bởi vì nếu các bạn bổ dọc trước, ví dụ các bạn thích cái dọc này trước nhá. Và cho tất cả cái mớ này vào trong cái thẻ này chung này. Cái thẻ đây đây chung này. Các bạn đổ mồm ra ra ngoài nhỉ. Đúng không? Không đổ được mồm ra ngoài. Cho nên là luôn luôn cái thiết kế, cái triết lý của chúng ta khi mà làm giao diện này luôn luôn là phải bổ ngang. Bổ ngang trước, sau đó vào trong từng phần một chúng ta bổ dọc tiếp. Được chưa? Tiếp theo đến vùng này sao? Vùng quảng cáo này sao? Có một hàng ngang rồi, hết đi. Chúng ta kéo xuống. Và đây, đến đây. Đến đây quảng cáo. Được chưa? Tiếp đến phần này thì bổ nha. Đây đây bổ như nào? Một hàng ngang như mấy hàng ngang? Đấy hàng ngang. Tạm thời chúng ta không cần quan tâm đến cái phần bên này nhá. Tạm thời bỏ qua cái phần bên này đã. Coi như là cái phần nguyên một phần hàng ngang này của chúng ta này. Nguyên cả phần này. À không, từ từ đã xem nào. Đây đây đây, cái phần này không chia thấy được. Phần này không chia thấy được bởi vì cái phần quảng cáo của nó kéo dài lắm. Phần quảng cáo của nó rất dài luôn đấy. Cho nên chúng ta phải chia kiểu này. Cả cái phần nằm ở phía dưới của cái ba đi này là một hàng ngang. Dạ, cả cái phần ở dưới này là một vùng làm ngang. Chúng ta sẽ phải làm cái việc như sau này. Cái phần này nó hơi đặc biệt. Cái phần nội dung chính ở đây nó hơi đặc biệt. Nó là nó chia cái vùng quảng cáo này là dọc hết cả trang. Nó làm là dọc hết cả trang luôn. Thì bây giờ chúng ta phải chia như nào? Bao giờ cũng phải có thẻ bo ngoài nữa. Thì sao? Chắc chắn là có thẻ bo ngoài. Sau đó chia tiếp. Phần này chiếm 1/4, phần này chiếm 3/4 còn lại. Đúng chưa? Sau ở trong này chúng ta sẽ tiến hành chia ngang tiếp. Ví dụ là cái phần này. Đây, đúng không? Thì chúng ta lại đây, đây là một vùng này, đây là một vùng. Đúng không? Bởi vì style của nó là trên một hàng. Chúng ta lại chia một vùng vào đây là chiếm 1/3. Đây là 2/3, 1/3. Phần này là chia mấy? Chia 3 đúng không? Thực ra là cái slideshow thì tí nữa bao giờ họ đến GS tôi chỉ chúng ta làm cái slideshow này. Nhưng mà thực ra nó là chia 3 đúng không? Chia 3 cái phần con này, chúng ta có một cái hàng ngang tiếp lại 1. Đúng nhá? Kéo dưới. Thực ra cái kẻ dòng kẻ HR này tôi border phát xong. Cái này không phải đáng ngại. Chúng ta có gì? Nguyên một hàng ngang. Đúng chưa? Nguyên một hàng ngang chúng ta quanh vùng này. Trong này chúng ta lại bổ đôi. Một là cái ảnh. Bên này là tiêu đề. Đây là thẻ H. H2 chẳng hạn. Ở dưới đây là thẻ P. Đúng chưa? Nếu có, còn không thì là thẻ song thôi. Đây là thẻ P. Đây là thẻ P. Đây là thẻ song. Chúng ta sắp xếp như nào thì đấy là việc của chúng ta tính nữa. Xong chưa? Các phần còn lại không khác thì việc là copy code từ trên vứt xuống. Đúng không? Xong, đây là cấu trúc của website khi mà chúng ta tiến hành bổ giao diện. Được chưa? Các bạn cứ nhìn đi, nhìn. Các bạn bây giờ các bạn vào mỗi, bây giờ thực hành luôn này. Các bạn vào cho tôi mỗi bạn vào một trang, không nhất thiết là kênh 14, vào VN Express, vào tôi chẳng thể trang nào, CNET chẳng hạn. Các bạn vào những cái trang đấy hoặc là BBC. Xem rồi cái thiết kế của nó như thế nào. Chúng ta có thể học được không? Chia ra làm sao? Nhìn là phải biết là chúng ta phải chia những cái vùng hiển thị như thế nào rồi. Thử vẽ ra giấy cho tôi xem nào. Vẽ đi ra giấy, bán giấy ra. Một vẽ. Ta phải làm quay lên việc nhìn cái layout đã. Sau đấy cốt gì cốt. Nhớ. Ngang trước tạo sọc. Cứ thêm quân.
nào trang lưu sử trạng chữ con và đăng nhập vào tài khoản Google và có thể điều chỉnh và cô giấy lucy l u c i d
Chia xong chưa? Cảm thấy nó sai không? Vì sao? Bạn không thể nào xét được kẻ này sao mà không? Nó lại có một bình chạm. Bình chạm bao phải, sau mình chia, chia vào trong. Sau mình phải con trong. Đó. Chứ mình không được, không bao giờ được phép xét được như thế. Sau này nó ung, nó vét con luôn đấy. Được chưa? Và kể vào phần này. Mình sẽ lại là một cái bao bài cho nó, sau đó mình chi bạc nhận cái cách sử dụng kẹp nha. Đó, nhưng mà phần này nó cũng làm thế đúng không? Cả phần này nó cũng làm thế sao không? Đúng không? Phải kéo rộng ra. Cái khoảng trống nha, khoảng trống nha, cái khoảng trống này, riêng. Bạn ấy khi mà mình để mình chia ấy thì cũng cho là mình nhé những cái phần mà
trạng thái bây giờ là trạng khói. Trạng thái bây giờ là trạng khói. Loạn cầu cao trong cái quy luật. Trạng thái cụ thể nào là phải phân xin được, chúng ta thì phải làm vợ chồng. Thank you.
Xong chưa, có ai cần check cho không? Sang không chưa? Coi nào. Được chưa?
Còn ai nữa không? Hai bạn nữ dưới cùng xong chưa? Khó vậy à? Menu phía trên, phần hết ở phía trên trước nhé. Mình sẽ hình dung như thế nào nhé. Các cái menu thì hầu hết nó giống nhau, đúng không? Nhìn tổng quan ra thì nó đều giống nhau cả. Ví dụ chúng ta sẽ làm cái phần này đúng không? Làm cái phần này trước này. Thử nhá, tôi bổ cho các bạn coi này. Và đi, chúng ta sẽ có cái file là hrep bằng main.css này. Được chưa? Trong main này chúng ta sẽ viết trước là cái sao margin 0, padding 0 đã, để loại bỏ hết margin padding của các thẻ. Thấy chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ có thẻ header. Header. Đây là end header. Code phải comment vào để đánh dấu phần nào đến đâu. Không là sau này mất dấu là nhọc ấy. Được chưa? Header này. Header nó sẽ chính là ba cái vùng này của chúng ta. Thì chúng ta sẽ phải chia ra ba cái thẻ nằm trong. Ví dụ tôi để là section. Section. Một thẻ section là phần top menu. Đúng không? Top menu. Có class là top menu, đúng chưa? Một section nữa duplicate lên là gì? Phần này là gì, gọi là gì rồi? Đây mới là main menu này. Đây mới là main menu này. Phần này gọi là cái gì? Middle head đi. Đặt bừa cho nó cái tên, đúng không? Rồi, phần dưới cùng là cái menu thì tôi hay để là thẻ NAV luôn. Đúng chưa? Nó có cái thẻ NAV đấy. Thẻ NAV là thẻ quy định cho navigation. Được chưa? Rồi, xong chúng ta test thử nhá. Nào, đếm này. Ba cái này nó mỗi cái một màu. Tôi lấy màu, màu này chắc chắn là màu đen rồi. Không bàn cãi nữa. Thì tôi sẽ có cái phần top trừ menu. Cứ có cái min 2 bằng 30 pixel đi.
cái background là màu đen. Không không không. Chính xác chưa? Coi đã. Đúng chưa? Rồi nhá. Tiếp nữa này. Tiếp nữa này, đến cái vùng màu vàng này đúng không? Tôi xem màu vàng nó là màu gì nhá. EE9B26 copy. Middle head đúng không? Middle head. Nó sẽ có cái background bằng cái màu này. EE926. Được chưa? Chúng ta sẽ có min 2 cho nó bằng 200 pixel. Chắc độ khoảng 150 thôi. À nhầm. Hơi rộng, khoảng 100 pixel thôi, đúng chưa? 100 pixel. Phần dưới cùng là phần thẻ nap đúng không? Thì chúng ta sẽ để như sau. Header trở đến nap. Background là tôi lấy cái màu nó đấy nhá. 9D0F19. Thánh điện cắp màu rồi. Rồi xong. Min 2 bằng 45 pixel. Đúng chưa? Ba vùng này. Hai bạn ở dưới để ý này. Ba vùng nhá. Tôi sẽ có thêm một class nữa ở đây là container. Có width bằng 960 pixel. Đây chiều rộng của nó này. Được chưa? Min 2 bằng 30 pixel. Và có background là màu CCC. Được chưa? Coi này. Container đúng không? Ở trong phần này, top menu này. Bây giờ có một cái thẻ đi, có class là container. Vớt xuống đây. Đúng chưa? Nó chỉ chiếm 7960 pixel thôi. Tôi sẽ thêm một cái thuộc tính nữa để cho nó căn giữa là margin auto. Vào giữa chưa? Các bạn hiểu tôi đang làm gì không? Nó chính là cái này này. Cái gì xô? Kệ chứ. Mấy nữa tôi đã làm phần responsive đâu. Đúng không? Tôi chưa hề làm responsive tí nào cả. Kệ tôi. Đúng chưa? Kệ nó, cứ để 960 pixel. Đúng ba vùng chưa? Đó, đây là cách chúng ta chia các cái thẻ vào. Các bạn code đi. Đây là mới cái phần header thôi. Xong phần header đi rồi tôi sẽ chia tiếp, tôi sẽ show cho các bạn thêm cái phần main menu. Là main CSS.
Nhớ về thực hành, phải thực hành lại nhá. Được chưa? Xong phần này chưa? Cái intention khi vào hôm trước tôi giới thiệu cái intention để lấy màu rồi đúng không? Lấy được xóa đi mà.
tin là gì? Nhỏ nhất phải bằng giấy. Còn hai là kích cứng rồi, nó cho phép dài hơn. Được chưa? Cho phép dài hơn cái độ dài đấy. Rồi, đây là file CSS này. Chỉ hôm nay tôi mới cốt chậm như này thôi nha. Không sao không có chuyện cốt chậm như này đâu. Đấy đỏ quá. Xong ngoài chân đấy nhỉ. Xong chưa? Được chưa? Xem có bị lỗi không? Ra chưa? Để mà có gì đâu. Cốt tôi để lên rồi nha. Chúng ta tiếp tục này. Chúng ta đang nhìn thấy tôi là bôi cái này màu ghi đúng không? Bôi cái này màu ghi này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp, tạm thời dừng ở đây. Chúng ta vẽ tiếp vào cái phần ở dưới này. Chia hết các phần ở dưới này đã rồi làm tiếp nhá. Chúng ta sẽ có cái gì? Phần ở dưới này chúng ta có phần một phần quảng cáo đúng không? Rồi, nhét vào. Cái gì đây chẳng? Đây xong phần header này. Ở đây chúng ta có phần comment gọi là top add. Đóng cái top add vào. Advertising ấy. Là div class là top trừ add. Sau đó chúng ta sẽ viết CSS cho nó. Bạn cứ viết xong đi. Viết nhanh nhá, viết nhanh bằng cái MS ấy. Ở trong sau lần tích hợp sẵn ấy. Các bạn ví dụ như kiểu là div này chấm top trừ s tab cái. Vâng ạ. Tab một căn chun cách cũng được. Tùy. Đây, viết thẳng ra. Dấu chấm là cái class cho tab cái. Vứt ra luôn. Enter xuống là nhanh nhất. Đúng nhá.
Còn nếu muốn sinh ra một thẻ của ID thì là thăng. Thăng tên ID, tab ra. Phải đặt vị trí. Đăng ký Google, đặt cái div của nó vào. Đặt vào JavaScript của nó là được. Kéo con khỉ, đặt ra một kéo. Được chưa? Tiếp nào. Đấy xong top S này. Sao lại ai gọi đến giờ này? Ôi, kệ nó đi. Xong top S này. Xong đến đâu chúng ta phải style quanh vùng cho nó đến đấy nhá. Style quanh vùng luôn. Ví dụ chúng ta sẽ có thẻ ở đây là top S này. Đúng chưa? Nên copy. Trong việc lập trình nên copy cái gì copy được thì copy hết. Chứ tôi không tin vào khả năng gõ tiếng Anh của các bạn đâu. Cho nên là nên copy. Đây, ví dụ ở đây các bạn nhìn này. Các bạn nhá, để ý này, cái tổ hợp phím để bôi đen nhanh ấy. Thứ nhất, nếu mà chữ liền. Ví dụ như chữ head nó section là chữ liền, các bạn thấy rồi này. Kích đúp. Kích đúp vào tự nhiên nó bôi đen hết một chữ. Được chưa? Nếu mà các bạn có một cái đoạn nhiều chữ, ví dụ tôi ví dụ nhá. Lorem này, nhiều chữ đúng không? Tôi muốn bôi đen nhiều chữ chẳng hạn, thì tôi chỉ vào đâu đấy tôi muốn bôi này. Control Shift chuột phải, mũi tên sang trái sang phải, nó sẽ chuyển nhích nhích từng từ một, đúng không? Được chưa? Nếu muốn cắt một cái đoạn từ chỗ này, di chuyển một cái đoạn từ chỗ này sang chỗ khác, ví dụ tôi để cái chữ Lorem này đúng không, can bôi đen xong Control X xong pẹt xuống đây chẳng hạn thì Control V, cái này chắc ai cũng biết rồi đúng không? Đó. Ví dụ như tôi vừa mới cắt cái này đi này. Cắt cái này đi này. Ctrl X đi này. Tôi muốn undo thì là Ctrl Z đúng không? Nhưng tôi muốn là redo làm lại thì nó là Ctrl gì? Ctrl Y. Được chưa? Đấy, những cái tổ hợp mà chúng ta phải biết để nâng cao cái kỹ năng lập trình của mình lên. Được chưa? Phải biết đấy. Ví dụ như chúng ta muốn di chuyển một dòng. Các bạn thấy này, tôi muốn di chuyển cái dòng này xuống dòng dưới, ví dụ đang ở dòng 12, tôi muốn cho nó xuống dòng 13. Thì tôi làm nào? Chỉ con trỏ vào đấy. Control Shift mũi tên xuống. Thấy không? Control Shift mũi tên xuống, Control Shift mũi tên lên. Là nó sẽ chuyển lên hoặc chuyển xuống một dòng. Muốn nhân đôi một dòng thì là gì? Control Shift D. Đúng không? Muốn nhân đôi nhiều dòng, ví dụ tôi muốn nhân đôi thằng section này chẳng hạn. Bôi lùi lên trên một dòng, Control Shift D phát nữa. Là duplicate nhân đôi. Đấy, nhớ đấy mấy cái đấy. Đấy là cái cách chúng ta code nó nhanh hơn. Còn muốn comment dòng code, ví dụ đây là comment này. Chúng ta dùng cái gì? Control cái dấu hỏi chấm ấy. Đúng không? Control sược. Viết tách ở đây. Đúng chưa? Muốn bôi đen nguyên một dòng nhá. Qua đấy này, cái tổ hợp phím khi muốn bôi đen một dòng á, đầu tiên chúng ta bấm phím End hoặc là phím Home đều được. Bấm đi, tìm cái phím End và phím Home ở trên màn hình của mình á. Nó thường ở dãy phím phụ. End hoặc là Home. Bấm tùy. End thì là về cuối, còn Home là về đầu. Đây, Home là về đây. End là về đây. Hoặc có cách nhanh hơn là gõ Control sang trái hoặc Control sang phải. Thử xem đúng không? Thường thường là Windows, sao tôi không nhớ bên Windows của bạn là như thế nào. Đây là phím Home này. Home and End. Tốt nhất là các bạn tìm phím Home và phím End đấy. Con trỏ các bạn ở đâu, các bạn bấm phím Home nó về đầu cái ký tự đầu tiên của đây, Home này này. Home này. Đúng chưa? End đây này. Đúng chưa? Xong rồi giữ Shift tiếp nhá. Giữ Shift. Đang ở End thì Home. Nó sẽ bôi đen hết một dòng của chúng ta. Rất nhanh. Được chưa? Đấy, những cái kỹ năng đấy phải học và luyện tập, chứ không ai có thể làm đúng phát
nhanh luôn đâu. Con thấy tôi code có nhanh không? Hầu hết là tôi dùng kim tắt mà. Tôi không thèm dùng chuột đâu. Xong chưa? Đó, top S này. Cái top S này chúng ta sẽ sang bên này chúng ta xử lý cái gì nhỉ? Min 2 bằng 70 pixel chẳng hạn. Tôi để thế. Background là màu CCC. Không thì để DE cũng được. Đấy, DE. Tự nó sẽ dài hết trang. Đây. Tự nó dài hết thì như bé quá rồi. Này to này mà, 100. 120 thôi. Ôi nhầm. Đấy, khoảng 120. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Rồi. Tiếp theo, chúng ta có thẻ là thẻ comment đã. Cứ cốt đến phần module nào comment đến module đấy. Đây là main. Module là main. Ctrl Shift D lên, duplicate lên, thêm dấu xưởng đằng trước thì nó nhanh hơn. Trong này chúng ta sẽ có một thẻ là thẻ main. Trong một trang thì tôi thích để một thẻ main thôi. Thì lại bôi đen cái chữ đấy, kích chuột loop vào. Copy Ctrl C. Có một thẻ main á. Xuống đây viết, sang bên CSS viết là thẻ main thì có style là min 2 bằng 1500 pixel cho nó dài vào. Background là màu gì bây giờ? Chẳng biết màu gì được bây giờ. Trắng nhờ. Đây, FC cái gì đấy. Thằng FC. Cái màu trắng nhờ. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Main. Được chưa? Tiếp nhá. Tạm thời cứ cho là chúng ta xong hết phần content rồi đi. Đúng nhá. Tạm thời cứ cho xong hết content rồi đi. Cụ thể trong chia sau. Bây giờ đến phần gì? Chân trang đúng không? Footer. Lại chia footer. Nhớ comment vào. Ctrl Shift footer. Duplicate dòng này lên, di chuyển xuống dưới.
Đấy, đóng cái phần footer này vào. Được chưa? Sao nhận thấy nhiều comment hơn code không? Có thấy nhiều comment hơn code không? Sau này code back end ấy, các bạn sẽ thấy cái sức mạnh của comment nó vãi trưởng nhé. Code khi mà sau này các bạn đem code xong đem đi review ấy, người ta nhiều khi người ta không cần đọc code các bạn, người ta đọc comment trước. Xem là các bạn code có clear không? Chứ không ai đọc, không ai dành có thời gian đọc code đâu. Rồi tiếp tục nhá. Xong footer này, bây giờ chúng ta code cho footer luôn. Footer có min 2 bằng 400 pixel. Background là light blue đi. Tôi cũng chẳng biết nhiều màu lắm. Đấy, đúng footer chưa? Ừ. Để màu gọi là tượng trưng như cái thằng này sâu nhiễu thế nhỉ, không hiểu thế nào gọi là tượng trưng à. Đây là khoanh màu, khoanh vùng tí nữa tôi bỏ mấy cái này đi, khổ lắm. Xong chưa? Đấy, đây là cái khung của trang của chúng ta này. Rồi tí nữa chúng ta bổ sau. Bổ gì thì bổ. Đúng chưa? Rồi, xong. Cái phần này chắc là sau này chỉ có ULLI, không tính làm gì, không tính tiền. Đúng không? Phần top menu ở đây, phần này này. Đấy, à, quên nhầm, xin lỗi các bạn, phần trên này này. Đó, phần này còn fix menu chứ. Đây, phần này tạm thời không tính tiền. Mấy nữa chúng ta tính sau. Phần này chia tiếp này. Đến phần này chia nhá. Phần màu vàng này chia này. Nó nằm ở trong đâu? Nằm trong thẻ nào? Phần màu vàng này nằm trong thẻ nào? Hả? Mid. Middle. Làm ơn học tiếng Anh đi. Middle head đúng không? Thì chúng ta ở phần trong phần middle head, đây là phần này là phần middle head đúng không? Chúng ta sẽ có một cái là menu, à đây là logo. Đắp ticket lên, sược logo, đúng không? Có cái div, trong này có cái class là logo luôn. Xong luôn, vứt đấy. Được chưa? Rồi, code tiếp. Cái phần này nó nằm ở dưới middle head đúng không? Chúng ta nhìn thấy code như này này, chúng ta để ý này. Quay lên đây, quay. Đây, nhìn đấy này. Nãy giờ các bạn thấy tôi đặt tên class lung tung không? Nào là ở trên này là sao, top menu middle head, head nap, container top app, cái gì gì đấy. Sau này có tôi có khoảng 500 dòng CSS, tôi muốn tìm đến một cái phần nào vùng nào đấy thì tôi sửa CSS có tìm không? Tìm vào răng. Tôi thề với ông không tìm được luôn. Ông tìm được đâu? Ông trừ yêu chỉ sửa cho mỗi cái CSS của phần riêng của mỗi cái class đấy thì ông tìm được Ctrl F tìm được. Nhưng nếu mà của cái vùng đấy, cái đố ông tìm được đấy. Đúng không? Nó rất là lộn xộn. Cho nên sẽ như sau. Khi các bạn code những cái phần như này, những cái phần là chung có cùng ý nghĩa, ví dụ đây là những cái phần tôi quy định cho những cái thẻ, những cái thẻ chung của tôi, tôi vứt hết lên trên, tôi vứt lên một chỗ. Cái gì đấy? Có gì đó sai sai à? Đây, copy từ đây này, cắt đi. Đây, vứt lên đây. Đúng không? Đây tôi comment là common
tag, những thẻ thông dụng. Mở ra thì đóng vào. And common tag. Được chưa? Thường thường đây phải viết là begin. Begin common tag và end, end common tag. Được chưa? Xong rồi phần phần này hầu hết là ở trong header đúng không? Thì chúng ta phải comment đây là, đây ví dụ như thẻ container này sẽ là thẻ common common class này. Tôi sẽ để đây là begin begin common class, thì vứt cái container lên trên, cắt đi, vứt vào đây. Đấy, code đến đâu phải comment vào đến đấy. Đây là end, xong chưa? Đây của phần còn lại của phần header đúng không? Đây là của header. Begin header, end header luôn. End header. Đấy. Sau thì mới tìm được những cái gì tổ hợp code, tổ hợp CSS nằm trong phần header thì nằm ở trong cái tổ hợp, nằm ở trong cặp ngoặc à, cặp comment này. Được chưa? Còn phần common common những cái thẻ dùng chung thì nằm ở trong cái tổ cái cặp mà comment này. Những cái class dùng chung cho cả trang thì dùng ở đây. Được chưa? Đấy, sau đấy phân biệt được chứ không có phân vào mắt. Đấy, middle head, chúng ta bắt đầu middle head ở dưới này đúng không? Trong middle head chúng ta có phần logo chấm logo. Chấm logo. Chúng ta sẽ có là width. Width để tạm bằng 30% đi. À không. Bao nhiêu pixel nhỉ? Để coi xem. Thẻ này nó rộng bao nhiêu pixel? Width bằng 200 pixel. Float left. Đúng không? Cho dí sát sang bên trái. Xong chưa? Thích thì cho nó cái min 2 bằng 100 pixel, sau đó xóa 100 pixel ở trên này đi. Đúng không? Các thằng cha thì nó đều bằng cái nội dung của thằng con thôi. Em tưởng logo nó là kiểu image được chiều cao nó tự tính ra. Tôi thích thế. Ông lại quên cái mục đích chúng ta đang làm cái gì rồi. Đang làm cái gì? Hả? Ờ thì chia vùng, bây giờ đang làm gì có ảnh đâu mà nếu không quy định cho nó chiều cao với chiều rộng thì làm sao mà phân vùng được. Ảnh với ọt nhiễu mấy nữa thêm vào rồi xóa đi sau, đúng không? Không nhỉ? Thích thì viết thẳng vào đây cái chữ logo. Logo đấy, nhét thẳng chữ vào đấy, ra ngoài này reload, sau lại ra ngoài này trời. Đây có gì đó sai sai, tại sao nó mất cái vùng màu vàng của tôi rồi? Xem có nhớ bài không? Sao tự nhiên thằng này nó đáng lẽ nó chiếm bằng này, tại sao nó lại bị thằng màu đỏ nó dính như thế? Tại sao? Bọn này chữ thầy giả thầy hết. Vì sao lại thế? Middle head. Popo cái gì mà po? Float. Ta linh tinh. Do cái float. Còn nhớ cái float không? Nhưng cái thẻ nào chứa các thẻ ở trong có float thì phải có thêm gì? Đúng rồi, clear. Quên hết bài rồi, hỏng rồi. Thêm cho tôi class vào đây. Class dùng chung cho ngay dưới container ấy. Clear fix 2.before phải clear fix 2.after. Ở đây là cái gì? Clear bot
content, string có dấu cách. Gì nữa? Display table. Ui giời ơi. Sau đó nhét copy cái này. Ở đây middle head đúng không? Nhét vào đây. Ra chưa? Ra chưa? Nhưng vẫn sai. Nó không căn vào giữa đúng không? Nó không căn theo cái thằng này. Đúng không? Ok, cứ làm xong clear fix đi đã. Rồi tính tiếp. Căn thì sửa căn chứ có gì đâu. Được chưa? Nhét nó vào. Trong này vẫn còn thiếu đúng không? Phần logo nó vẫn còn thiếu này. Đây là lý do vì sao lúc đấy mình bảo các bạn phải bo nó vào. Bo tất cả các thẻ trong vào. Luôn luôn nằm trong một cái thẻ nào đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ phải có cái gì? Deep container. Và vứt cái logo vào trong. Đúng không? Vứt cái logo vào trong này, bây giờ nó mới vào trong này. Đúng không? Đúng chưa? Vào giữa rồi này, nhưng mà chẳng qua là do cái thằng width này mình đang để cái min 2 cho nó thôi. Container đang bị min 2 này. Min 2 bỏ này đi phát. Nó về không. Nhưng mà thằng này nó sẽ bao che cho nên không phải sợ. Đúng không? Nếu thích thì chúng ta chuyển cái clear fix này xuống cho thằng container là xong. Đó. Được chưa? Đây, clear fix đây. 900. 960 x 100 và chiều cao là 100 pixel. Nó theo thằng con. Đúng không? Đấy lý do vì sao tôi bảo các bạn để cho con cho sử dụng cái min 2. Nó sẽ có tối thiểu là bằng đấy pixel. Còn tối đa thì không có. Được chưa? Xong phần logo chưa? Đây. Thêm cái thẻ container clearfix ở trong này, deep class logo vào. Nếu ta muốn nhìn chi tiết hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể nhét vào cái logo này là một cái border 1 pixel solid màu đen không ngủ không. Đây, đấy là cái logo. Được chưa? Đấy, phân vùng ra tí nữa chúng ta xóa bớt đi cũng sao cả. Đẩy cốt lên nhá, sợ các bạn không theo được. Mình đẩy cốt lên rồi đấy.
Ai có vấn đề thì gọi nhá. Import fail. Dịch sát ra ngoài nó dần căng nó lại vào giữa, nó cái vùng giới hạn của vào giữa này, sau đó mình cái dính thẳng vào trong đấy thì nó sát liền đây rồi, đúng không? Thì mình sẽ tự đổi như thế này. Thì về giới hạn các bạn hai bạn xong nhau bên này có mấy bạn đấy này, bên kia có mấy bạn đấy này, bên này thì bao giờ có mấy bạn này, chờ, làm gì đây? À, tiếp nhá, kệ nó. Tiếp này. Đến cái phần này đúng không? Đến phần này. Đúng chưa nhỉ? Chúng ta sẽ có như nào? Đây là hot tag đi, chúng ta để nó là cái thẻ hot tag đi đúng không? Cái dấu thăng này này. Dấu thăng này gọi là tag nhá. Hash. Được chưa? Nó gọi là hash, nhưng mà thôi chúng ta gọi nó là tag đi. Bởi vì nó kiểu thăng theo dạng tag mà. Thì chúng ta gọi nó cái lớp đấy nó ngang hàng với cái lớp logo này, chúng ta để là hot tag. Hot tag SC nhá. Đấy, nó nhiều tag mà. Chúng ta để là hot tag.
width bằng 960 trừ đi 200 là bao nhiêu? 760. 760 trừ đi khoảng 30 nữa đi. Là bao nhiêu? 730 à? 730 pixel. Và load left luôn. Min 2 bằng 100 pixel. Cũng lại có border như thằng kia. Mấy nữa chúng ta sẽ phải xóa bớt nhiều đấy. Đã quên chưa viết gì cả. Hot tag. Đúng chưa? Chúng ta sẽ vào đây ngang hàng với thằng logo nhá. Để hot tag tab cái. Duplicate thằng này đi. Hot tag. Hot tag. Đúng chưa? Ừ, tỏ thế. 30 pixel hình như hơi ít không ạ? Cái hot tag này tôi giảm xuống còn tầm đấy, khoảng 690 pixel nha các bạn nhé. Giảm xuống chứ không lại to quá mất cái ô sớt. 690 pixel. Và cuối cùng là cái search form đúng không? Search btn width bằng 690 cộng với 200 là bao nhiêu? 890. 960 trừ 890 bằng bao nhiêu? 80 pixel. 80 pixel. Float right min 2 100 border 1 pixel solid. Và bây giờ tôi copy cái phần này tôi vứt vào kia. Ngang hàng thằng hot tag. Úi giời ơi. Có gì sai sai. Hình như có 60 pixel rồi. Để 60 pixel các bạn nhé. 60 pixel để cho nó bị đỡ bị tụt xuống. Còn này là 60 pixel. Đấy, chia vùng ra. Đó. Đầu quá. Được chưa? Xong cái phần middle của phần này rồi. Đúng chưa? Đó sao? Phần nào? Cái phần quảng cáo thì bỏ qua nhé. Đúng không? Quảng cáo thì không phải chấp làm gì cả. Tiếp theo này. Chia tiếp phần phía dưới này. Phần này đúng không? Đúng không? Danh sách nào? Cái này à? ULLI mà. ULLI thì mấy nữa làm thôi. Rồi, tiếp tục này.
Tobet bỏ qua main, chúng ta xử lý đến phần main. Mình có bạn nào bị chậm không? Không đúng không? Rồi, xử lý tiếp đến phần main. Main thì như lúc nãy chúng ta đã quy định với nhau, nó sẽ là gồm hai phần bổ dọc trước. Đây, phần quảng cáo này nó theo đến cuối. Các bạn thấy không? Nó theo đến cuối cuộc đời luôn. Đúng chưa? Nó theo đến cuối. Bây giờ chúng ta làm kiểu gì? Sẽ có một cái thẻ, ở đây là thẻ section. Có class là content. Một thẻ bên cạnh là thẻ assign. Assign. Được chưa? Class là adv advertising. Được chưa? Hai thẻ. Tất nhiên vẫn cứ comment như bình thường. Main. Đây sẽ là các content. Duplicate lên B xuống dưới. Sửa. Được chưa? Bây giờ các bạn nhé, hôm trước chúng ta học cái cách nào để cho hai cái thẻ này luôn luôn có độ dài bằng nhau. Display table. Đúng nhá. Chia thôi. Thứ nhất là thẻ main này phải có display là table. Hai thẻ content và thẻ advertising này sẽ có display bằng gì? Table cell. Rồi, end header rồi chúng ta xuống đây là begin. Begin gì? Main. Cái gì đấy? And main. Trong này chúng ta sẽ có cái thẻ main. Thẻ main trên này có rồi đúng không? Main này chúng ta sẽ thêm vào đây là display bằng là table. Đúng chưa? Và ở dưới này chúng ta sẽ sửa lại là thẻ content.content và thẻ assign. À, quên, class của nó advertising phải. Đây, advertising. Class advertising sẽ có display bằng table cell. Đấy, để cho độ dài nó luôn luôn bằng nhau. Và tất nhiên là cái thẻ content này của chúng ta sẽ có độ rộng lớn hơn. Content sẽ có cái width bằng 66%. 70% đi. 70%. Đúng không? Border tí nó sửa 1 pixel solid màu đen. Được nhá, float left. Đó. Thực ra cái này cũng chẳng cần float đâu. Advertising. Width bằng 30%. Load right 29.5. Để cho nó có khoảng cách nhất định. Bây giờ nãy cái body, cái main của chúng ta có min 2 1500 đúng không? Rồi cắt nó đi. Vứt xuống dưới cái phần content này. Xem. Úi giời ơi, cái gì đây?
chờ tôi chút nhá, để tôi soi xem nó vấn đề gì. Content này, quit. Không phải clear, cái này do độ rộng, do cái width này. 500 pixel. Ra ngay, nó không chia theo phần trăm. Đấy là một cái đặc tính hơi ngu si của phần này. Cái này. Ok, không sao. 70% của 960 là bao nhiêu? 960 nhân với 70 chia cho 100. 672. Chúng ta để phần này là 672 pixel. Tiếp theo lấy 960 trừ đi 672 bằng 228. Bằng 285 pixel. Thử tái viết ngay. Đúng chưa? Phần này nó sẽ có cái chiều dài ngang bằng luôn. Wow, sao thấy có gì sai sai à? Scope add này, main này. And display play table. Display table cell. Display table cell. Hình như không cần float đâu các bạn. Đó. Gì vậy? Chờ tôi chút nhá. 672 cộng với 15 672. Đây là thẻ này này. Phần còn lại là thẻ advertising này. Cái hai này không có tác dụng gì à? Đây rồi. Được không? Chúng ta bỏ cái min 2 mà sửa thành 2 nhé. Bởi vì thằng nào chúng ta cũng sẽ bỏ cái chiều dài đi. Và chiều dài sẽ phụ thuộc vào cái nội dung ở phía trong. Thế không cần quan tâm đến cái 2 này lắm đâu. 285, một cái 272. Đây, sẽ như thế này. Nhưng mà chúng ta đang nhìn nó không căn giữa đúng không? Không căn giữa như bọn ở trên này. Đúng không? Bởi vì chúng ta đang thiếu cái phần là container. Main có class và container. Căn giữa luôn. Đúng không? Chia đôi ra. Tôi đẩy code lên nhá. Phần này nãy giờ nó hơi bị, thực ra nó cũng chẳng có gì nhiều, nhưng mà sửa nhiều chỗ thôi. Tôi cứ đẩy code lên nhá. Đấy, content này, advertising này. Content là 2 bằng 1500, width bằng 672, border 1 pixel solid màu đen. Advertising width là 285, border là 1 pixel solid màu đen luôn. Từ giờ cũng sẽ cách nhau rồi. Đó là cái cách chúng ta sử dụng các cái display, những cái thuộc tính chúng ta đã học trong cái việc chia layout. Tạm tạm thế.
còn nhiều, đúng không? Trong này sẽ còn rất nhiều phần phải chia nữa cơ. Cái phần này chúng ta để nguyên nhé, tạm thời chúng ta chưa động vào nó, được chưa? Tạm thời phần này chúng ta chưa động chạm vào nó, bởi vì nó sẽ sau này chúng ta chỉ nhét ảnh và chồng chéo lên nhau, nó cứ dồn dần dần xuống là được, được chưa? Thế còn phần bên này thì sao? Này chia kiểu gì? Đầu tiên phải có một cái phần này, đúng không? Cái phần này đã. Giờ sao? Tạo một cái div theo hàng ngang như này, đúng chưa? Xong rồi cưa đôi, đúng không? Cưa đôi ra. Các bạn thử cưa cho mình đi. Tôi sẽ vẽ hai cái thẻ này trước nhá. Các bạn thử tự mình viết xem mà code nó sẽ như thế nào. Sau đó các bạn sẽ đọc của tôi check được đúng hay sai. Tôi luôn thêm một bảng nhá. Các bạn duplicate cái bài hôm nay ra thêm một cái thư mục khác. Được chưa? Sau các bạn sửa trên đấy. Còn cái code mà đang code ấy, chúng ta giữ nguyên. Để cho tôi sửa thì các bạn sửa theo. Giờ bản gốc giữ nguyên này, còn các bạn duplicate thêm một cái thư mục hiện tại sang một cái bản nữa. Thế nhỉ? Chúng ta sẽ chia những phần này trước. Ví dụ cái này. Đây là hot new. Cả cái vùng này là hot new. Hot new. Thấy chưa? Đây là bây giờ. Bây giờ new. Tin chính. Đây là sub new. New, F0SC, new trong F0SC. Tiếp theo phần ở bên dưới này. Phần ở bên dưới này. Chúng ta là có. Các bạn cứ đặt tên class luôn nhé. Đây là trending slide. Trending slide. Đấy, là tự chia. Chúng ta bỏ qua mấy chấm chấm đi nhá. Mấy chấm chấm này bỏ qua đi. Chúng ta chỉ tập trung vào ba cái này thôi. Tự chia xem có được không. Các cái hình ở trong này chia ba hình không? Chúng ta để là trending unit. Trừ unit này. Unit là đơn vị nhỏ nhất rồi. Chia các vùng thôi, chứ các bạn phải làm gì nhiều. Quá. Nói rồi mà lại học dốt tiếng Anh cũng là một cái tội không bé.
đi đầu quá. Bây giờ M A Z O R trừ cái Z à, Z à, cái Z à, trừ đi A Ngoan ạ, ngoan để chứa khác ngoan. Đang đòi gì đó. Có bắt chia nào. Có. Thấy dựng giao diện web khó chồng cắm cúi này chưa ăn thua gì. Quá.